Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một sản phẩm nâng tiếng đến từ thương hiệu là QT Acoustic. Trong video trước em có giới thiệu là một cái vang cơ. Hôm nay quay giới thiệu các bác là cái sản phẩm nâng tiếng. Đấy. Sắp tới thì có thêm cả những sản phẩm như là loa và trầm của QT Acoustic, nhưng mà tuy nhiên những cái sản phẩm đó thì giá rất là cao. Đây, giới thiệu các bác đây là cái dòng sản phẩm là con nâng tiếng QT Acoustic. Có model sản phẩm là Q900 Ultra. Đấy, các bác nhìn cái chữ Ultra to không? Đấy. Rất là hay, rất hiện đại. Rồi, không linh tinh lên thuyên nữa, bây giờ em sẽ mở ra mời các bác cùng xem này. Vâng, trước mặt các bác đây là sản phẩm nâng tiếng QT Acoustic Q800 Ultra nâng tiếng. Thì các bác đang thấy đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, bằng tiếng Anh nha. Này này, em bỏ túi ra hôm trước này. Úi, bay cái giấy vào. Đấy. Đây là cái phiếu bảo hành của hãng này. Đấy. QT Acoustic nhé. Đấy, các bác điền thông tin vào đây. Đó, dây nguồn. Đấy, cái đều chắc chắn rồi. Vâng, trước mặt các bác đây là QT Acoustic S900 Ultra. Đấy, Q tiếng trận 900. Cứ đọc nhầm sang cái mã sản phẩm khác. Đấy, các bác thấy không? Đây vẫn còn nguyên siêu này. Em thích em bóc hết, thì em sẽ bóc hết cho các bác xem nhé. Nguyên siêu. Cái dòng nâng tiếng này thì phù hợp cho các bác là ghép trong bộ karaoke gia đình nhà mình. Với cái chức năng rất là hay, cực kỳ là bá đạo, đó là nâng và xử lý tiếng nhạc nền hoặc là tiếng mic cho lời ca trong sạch hơn, sắc nét hơn, chi tiết hơn. Đó. Thì đây các bác có thể thấy luôn những cái volume, tùy chỉnh tần số. Đấy, cắt tần số. Các bác nhìn cái mặt form rất là quen luôn. Em nhìn em thấy quen. Thôi cái mặt giữa này nó vướng nhiều lắm. Có cả ốc đây thì em không tháo đâu. Đấy, em chỉ có bóc cái siêu này ra. Các bác nhìn siêu nhá, ví dụ nguyên siêu này. Đây là nguyên siêu thì nó đẹp như này này. Đấy. Và bóc ra thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rất là nhiều luôn ạ. Ultra, nhìn chữ Ultra đã thấy cái gì nó đẳng cấp rồi. Đó. QT. Volume nó mid này, tuner Pro Cancel này, đấy, high fit này, high mid này. Đây là cắt cho trầm này. X over frequency là tần số này, bass voice âm lượng của bass này. Đấy, cái này là nút này là cắt và thả cái tiếng bass. Ví dụ các bác nhà mà có trầm rồi thì các bác cứ bấm vào là nó sẽ cắt tiếng bass đi. Cắt đi một phần, còn nếu mà các bác mà không có trầm thì các bác thả ra, tiếng nó sẽ mạnh hơn. Đó. Thì như thường thường mà khuyên dùng các bác tùy chỉnh thì em sẽ chỉnh theo kiểu như thế này. Đó, tùy chỉnh thì em sẽ chỉnh theo kiểu như thế này. Đó, là cho tiếng nó lên hay nhất. Đó, thường thường là như này, các bác nhớ nhá. Ở đây là công tắc là in và bypass. Ví dụ các bác bấm vào thì là nhạc không qua thiết bị, còn các bác nhả ra là nhạc nó sẽ qua thiết bị. Đây ví dụ thôi, còn thử thì em sẽ thử rất là kỹ, cực kỳ kỹ luôn. Đấy. Bên bên cạnh đây nữa là có công tắc là 0 độ 180 độ là đảo pha cho súp. Đấy, màn hình display. Các bác bấm đây thì nó sẽ thay đổi chế độ hiển thị trên đây là logo và ghi gì đó. Đó. Và phần bên này thì cũng tương tự như vậy thì thôi. Phần bên này thì có thể là bỏ qua không giới thiệu nữa. Đây là phần công tắc nguồn, một cái thiết kế rất là hay. Đấy, như các dòng sản phẩm vang cơ là các bác thò tay ra đằng sau tắt. Những cái này thì các bác bấm ngay mặt trước là vừa tắt vừa bật được luôn. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Và phần trên nóc của sản phẩm thì là có tem chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tem bảo hành. Đấy, và logo được các bác thấy không? Logo đây là logo dập chìm luôn. Đấy các bác ạ, logo dập chìm luôn. Đấy, thấy logo được dập chìm. Hàng sao lại đẳng cấp thế nhỉ? Đấy. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhá. Mặt sau của sản phẩm này các bác nhìn rất là quen. Đấy. Nhìn vô cùng là quen luôn. Và sau sản phẩm thì là có những cửa đầu vào như sau. Cửa đầu vào là kênh 1, kênh 2 và output luôn. Đó. Các bác cắm nhạc thì các bác cắm như này. Cửa vào thì các bác là cắm input bằng jack clone này hoặc là jack AV này. Đó, input bằng jack clone hoặc jack AV. Output là các bác cứ cắm vào các cửa xanh nhá. Cửa xanh output. Cửa đen là input. Đấy. Input thì có hai đường thôi, 1 và 2. Đó, output sub bass này, các bác cắm vào nó trầm này. Đấy, ví dụ trầm thì các bác đánh yếu thì các bác thêm cái nâng tiếng này về thì nó đánh nó sẽ mạnh hơn và cho cái tiếng nhạc lên hay hơn. Đây các bác xem nhá. Đó. Rất là đẹp luôn, cực kỳ chi tiết luôn. Đấy, ở trên nóc này.
logo. Đấy. Hàng nhập khẩu chính hãng. Nó phải xịn như này. Đấy. Cái hàng này các bác mà chơi gia đình thì vô cùng đẳng cấp luôn. Cho tiếng nhạc nền hay rất là nhiều. Rồi, hôm nay quay giới thiệu các bác nhà này thôi, còn trong clip lần sau em sẽ test thử cho các bác nhé. Đấy, lần sau này em sẽ test thử cho các bác nghe. Đấy, hàng chất lượng như này cơ mà. Rất là xịn. Đấy. Rất là đẹp. Quy tế cổ tích, nhập khẩu chính hãng nha các bác nhé, không phải là hàng buôn lậu đâu. Đây. Đấy. Rất là đẹp luôn. Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp các bác trong clip lần sau.